Chuyện vãng sinh của vua Quan. Vua Ô Trường. Vua Ô Trường mỗi khi có được chút thời gian rảnh rỗi sau khi giải quyết muôn ngàn công việc của đất nước, rất thích học hỏi Phật pháp. Vua thường nói với các quan hầu cận rằng: "Trẫm tuy làm vua hưởng nhiều phước báu, được vui thích, nhưng cũng không thể tránh được vô thường. Được nghe rằng cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là nơi yên nghỉ được, trẫm phát nguyện vãng sinh về cõi ấy." Do đó, vua kiên trì tu tập, ngày đêm sáu thời kinh hành niệm Phật, mỗi lần trai tăng cúng dường. Đích thân đức vua và hoàng hậu lo việc dân thức ăn, trong suốt 30 năm chưa từng bỏ sót. Khi vua sắp băng hà, sắc mặt tươi nhuận vui vẻ, mọi người đều nhìn thấy hóa Phật đến đón, cùng với rất nhiều điềm lành. Ngụy Thái Tử. Ngụy Thái Tử đời Tống, cùng với hai con trai và một con gái là quận chúa, đều tu theo pháp môn Tịnh Độ, chỉ riêng người vợ không chịu tu. Quận chúa chết sớm. Sau khi chết được 7 ngày, bỗng nhiên sống lại, nói với người mẹ rằng: "Con nhìn thấy trong hồ bảy báu ở Tây Phương có sẵn hoa sen đợi cha và hai anh, về sau sẽ vãng sinh lên đó. Chỉ có mẹ không thấy có hoa sen, nên con tạm quay lại báo cho mẹ biết. Xin mẹ sớm phát tâm niệm Phật." Vừa nói xong, lại nhắm mắt qua đời. Người mẹ nhân việc đó liền nhanh chóng phát khởi niềm tin, niệm Phật không mệt mỏi. Về sau, cả nhà họ đều lần lượt qua đời trong tư thế ngồi lặng an nhiên. Khi lâm chung cũng đều có nhiều điềm lành. Tham quân Lưu Di Dân. Đời Tấn có Lưu Di Dân, quê ở Bành Thành, vốn là hậu duệ của Sở Nguyên Vương. Di Dân mồ côi cha từ nhỏ, nuôi dưỡng mẹ nổi tiếng hiếu hạnh. Ban đầu nhận chức phủ tham quân, sau về ở ẩn. Hai người Tạ An Lưu Dụ cùng tiến cử, nhưng ông không nhận lời, vào Lô Sơn tham gia Bạch Liên Xã của Đại sư Tuệ Viễn, chuyên tâm bình chí niệm Phật, trải qua thời gian rất lâu chưa từng biến trễ. Ông có lần đang nhập định, bỗng thấy hào quang của Phật chiếu sáng mặt đất, biến thành sắc vàng. Ở trong núi được 15 năm, nhìn thấy Đức Phật A Di Đà phóng hào quang từ khoảng giữa hai chân mày chiếu đến, rồi đưa tay vỗ về. Ông chắp tay thành khẩn nguyện: "Nguyện được Như Lai dùng tay xoa đầu con, lấy y che thân con." Nguyện vừa dứt, Đức Phật liền đưa tay xoa đầu, lấy y che thân ông. Một đêm nọ, ông lại mộng thấy Đức Phật A Di Đà có vầng hào quang tròn quanh đầu, nơi ngực có chữ vạn, đưa tay chỉ vào nước trong hồ có đủ 8 công đức, bảo ông uống vào. Di Dân uống nước thấy vị ngon ngọt, đến khi tỉnh giấc bỗng có mùi hương lạ tỏa ra từ các lỗ chân lông. Ông liền nói với mọi người: "Duyên Tịnh Độ đã đến." Ông liền thắp hương đối trước tượng Phật khấn nguyện rằng: "Con nhờ nghe theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca mới biết có Phật A Di Đà. Nay nguyện dâng hương này trước cúng dường Đức Phật Thích Ca, sau cúng dường Đức Phật A Di Đà cùng bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nguyện cho hết thảy hữu tình đều được sinh về Tịnh Độ." Khấn nguyện xong, liền chắp tay quay mặt về hướng Tây mà qua đời. Huyện úy Mã Tử Vân. Mã Tử Vân sống vào đời Đường, được tiến cử vào hàng Hiếu Liêm, nhận chức quan huyện úy. Một lần, ông mang tiền thu thuế của dân về kinh đô giao nạp, gặp gió lớn chìm thuyền mất sạch, liền bị khép tội bắt giam. Trong thời gian ở tù, ông chuyên tâm niệm Phật, trải qua 5 năm liền được ân xá, thả ra. Từ đó, ông vào chùa Nam Lăng Sơn ở ẩn, chuyên tâm tu tập. Một hôm, ông không bệnh, bỗng nói với người chung quanh rằng: "Tôi một đời tinh tấn chuyên cần niệm Phật, nay tịnh nghiệp đã thành tựu, sắp vãng sinh về Cực Lạc." Hôm sau, ông tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, ngồi ngay ngắn chắp tay niệm Phật. Bỗng có mùi hương thơm lạ tỏa lan khắp trong phòng. Ông vui mừng nói: "Phật đến đón tôi rồi." Vừa nói xong thì qua đời. Quan trợ giáo Trương Địch. Trương Địch sống vào đời Tống, quê ở Tiền Đường. Ông làm quan trợ giáo, thọ giới Bồ Tát với luật sư Viên Tịnh. Ông tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ, rồi quyết chí tu tập, nguyện vãng sinh về Cực Lạc.
mỗi thời khóa niệm Phật, ông đều gắng sức niệm thật rõ tiếng, niệm cho đến khi tắt tiếng mới thôi. Một hôm, ông nói với ngài Viên Tịnh, con nhập định nhìn thấy chim tần già màu trắng bay lượn ngay trước mắt. 3 năm sau, ông ngồi ngay ngắn quay mặt về hướng Tây, an nhiên niệm Phật mà qua đời. Tiến sĩ Vương Long Thư. Vương Nhật Hưu sống vào đời Tống, người đất Long Thư. Ông là người ngay thẳng, giản dị mà thanh khiết, sức học thông bác kinh sử. Một hôm, ông mang sách vở trong nhà vứt bỏ hết, nói rằng những thứ này đều là tập khí nghiệp căn, không phải pháp cứu cánh. Tôi từ nay quyết hướng về Tây Phương Cực Lạc. Từ đó, ông tinh tấn niệm Phật. Năm ông 60 tuổi, vẫn mặc áo vải thô, ăn uống sơ sài, mỗi ngày lạy Phật 1000 lạy, đến giữa đêm mới ngã lưng nằm ngủ. Ông có soạn bài văn tịnh độ để khuyên người đời tu theo pháp môn niệm Phật. Trước khi mất 3 ngày, ông từ biệt tất cả bạn bè quen biết. Đến ngày ra đi, ông vẫn đọc sách như thường. Đọc sách xong, đến thời khóa lễ bái niệm Phật như hàng ngày, ông bỗng cất giọng niệm lớn tiếng A-di-đà Phật, rồi nói, Phật đến đón tôi. Vừa nói xong thì vẫn đứng yên ngay ngắn mà tịch. Quan Đại Phu Cát Phồn. Cát Phồn sống vào đời Tống, quê ở Trần Giang. Ông đỗ đạt từ lúc còn trẻ tuổi, làm quan đến chức triều tán đại phu. Khi ông nhậm chức các nơi, dù ở nơi làm việc hay nhà riêng, đều cho xây dựng một tịnh thất, an trí tượng Phật. Thường ngày, ông đều vào thất ấy lễ bái, tụng kinh, niệm Phật. Có lần cảm ứng xá lợi từ trên không trung rơi xuống. Bình sinh, ông thường khuyên dạy người khác tu theo pháp môn tịnh độ. Rất nhiều người nghe theo lời khuyên của ông mà phát tâm tu tập, có cả hàng xuất gia cũng như tại gia. Về sau, ông không có bệnh, ngồi an nhiên quay mặt về hướng Tây mà qua đời. Quan Đề Hình Dương Vô Vi. Dương Kiệt sống vào đời Tống, quê ở châu Vô Vi, nên lấy hiệu là Vô Vi Tử. Ông đỗ đạt từ khi còn trẻ, làm quan đến chức thượng thư chủ khách lang, quản lý việc hình ngục ở cả 2 tỉnh Chiết Đông và Chiết Tây. Ông tôn sùng Phật Pháp, sáng tỏ được lẽ thiền, nhưng thường cho rằng khó thích hợp với căn tánh tất cả chúng sinh, vì có kẻ nhanh lẹ sáng suốt, lại có người trì độn u mê. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ là dễ hiểu, dễ làm. Ông từng viết lời tựa cho các sách Thiên Thai Thập Nghi Luận, Tịnh Độ Quyết Nghi Tập, nội dung đều xiển dương pháp môn tịnh độ. Về già, ông vẽ tranh tượng Đức Phật A-di-đà cao 1 trượng 6 thước, tùy duyên hạnh mà cúng dường. Khi lâm chung chiêu cảm Phật đến đón, ông ngồi yên, an nhiên mà tịch. Lộ Công Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác sống vào đời Tống, tinh sâu Tam Bảo, chuyên tu pháp môn niệm Phật. Thời gian ông cư trú ở Kinh Đô, có cùng với Pháp sư Tịnh Nghiêm lập hội niệm Phật. Những người tham gia được sự giáo hóa lên đến cả vạn người. Đương thời, giới trí thức quan chức từng có bài kệ ngợi khen ông rằng Lộ Công hùng đảm sánh ngang trời, Tây Phương dẫn dắt 10 vạn người, không chỉ riêng mình tìm lẽ sống, muôn kẻ nhờ ông thoát luân hồi. Ngày lâm chung, ông không bệnh, an nhiên niệm Phật mà đi. Thiếu sư Chung Ly. Chung Ly Cẩn sống vào đời Tống. Trong thời gian giữ chức đề hình ở Chiết Tây, gặp được sám chủ Từ Vân, nhờ đó phát khởi niềm tin sâu xa vào pháp môn tịnh độ. Sau ông làm tri phủ Khai Phong, lo việc công hết sức tận tụy, nhưng khi về nhà không quên niệm Phật. Một hôm, vào lúc giữa đêm, ông bỗng gấp rút gọi người nhà đến, giúp ông tắm rửa, thay y phục. Sau đó, ông ngồi an nhiên niệm Phật mà tịch. Người trong nhà tất cả đều nhìn thấy ông ngồi trên tòa hoa sen màu xanh, có nhạc trời nghênh đón đi về hướng Tây. Quận Thú Tiền Tượng Tổ. Tiền Tượng Tổ sống vào đời Tống, hiệu Chỉ Am. Trong thời gian làm quận thú Kim Lăng, ngoài những lúc lo việc công, ông chuyên tâm niệm Phật không ngừng nghỉ. Tại Hương Châu, ông từng xây dựng hơn 10 nhà tiếp khách cho các am viện, đều lấy tên chung là Tịnh Độ Cực Lạc. Sau khi ông từ chức
Tả thừa tướng về quê, lại càng chuyên tâm niệm Phật nhiều hơn nữa. Vào tháng 2, niên hiệu Gia Định năm thứ 4, ông có bệnh nhẹ, bảo người nhà mang giấy bút đến viết kệ để lại. Xong, ông ngồi kiết già mà tịch. Về sau, có người nằm mộng, thấy ông sinh về Tây Phương thành Bồ Tát Từ Tế. Quan Thị Lan, Vương Mẫn Trọng. Vương Cổ sống vào đời Tống, tên tự là Mẫn Trọng, làm quan lễ bộ Thị Lan. Ông thương người yêu vật, gia đình đã 7 đời không phạm giới sát. Ông có sự khế hợp sâu xa yếu chỉ Thiền Tông, nhưng lại hướng tâm về tịnh độ. Ông có trước tác sách trực chỉ tịnh độ, quyết nghi tập, ba quyển, trọng khuyên mọi người niệm Phật. Ông chuyên tâm niệm Phật, dù khi đi, đứng, nằm, ngồi đều lấy việc niệm Phật quán tưởng làm chỗ lưu tâm. Trên tay không lúc nào rời sâu chuỗi hạt. Khi lâm chung, ông tắm rửa thay y phục sạch sẽ, ngồi an nhiên niệm Phật, rồi tịch. Nam mô